Chào mừng anh chị đã quay trở lại với New Skin 88. Anh chị thân mến, anh chị đang tìm hiểu để mua máy rửa mặt cho bản thân hoặc làm quà tặng. Thế nhưng có quá nhiều loại khiến cho anh chị cần phải suy nghĩ. Mặc dù đã biết đến máy rửa mặt Lumispa, tuy nhiên giá thành cao lại khiến cho anh chị phải phân vân có nên mua máy rửa mặt Lumispa hay không. Và trong video ngày hôm nay, em sẽ nêu ra 3 lý do giải thích tại sao Lumispa là sản phẩm đáng đồng tiền bát gạo và anh chị nên mua để sử dụng ngay. Đặc biệt là trong video, em cũng sẽ cập nhật rất nhiều chương trình khuyến mại và mã giảm giá, thế nên anh chị đừng bỏ lỡ bất kỳ một thông tin thú vị nào nhé! Sau đây chính là lý do đầu tiên. Máy rửa mặt Lumispa là sản phẩm bán chạy nhất của Nu Skin, tập đoàn đứng đầu thế giới về công nghệ chống lão hóa. Anh chị thân mến, khi mình quyết định có nên mua máy rửa mặt Lumispa hay không, điều đầu tiên mà anh chị cần quan tâm chính là nơi nghiên cứu và sản xuất ra sản phẩm đó. Lumispa là một sản phẩm của tập đoàn Nu Skin, tập đoàn đến từ Mỹ. Nu Skin là tập đoàn đứng đầu trong công nghệ làm đẹp và chống lão hóa với công nghệ độc quyền AgeLock, công nghệ chống lão hóa hàng đầu trên thế giới hiện nay. Các sản phẩm của công ty được ưa chuộng trên 54 quốc gia trên toàn thế giới. Nu Skin là thương hiệu đi đầu trong việc cải tiến áp dụng công nghệ và làm đẹp. Và Lumispa chính là đứa con đầu tiên mà Nu Skin cho ra đời. Với hơn 2 năm nghiên cứu phát triển sản phẩm, đầu tư hơn 10 triệu đô la cho việc nghiên cứu, Lumispa vẫn đang là sản phẩm được yêu thích nhất hiện nay vì chất lượng tuyệt vời cũng như những hiệu quả mà sản phẩm mang lại. Máy rửa mặt Lumispa là thương hiệu thiết bị rửa mặt số 1 Việt Nam năm 2018 do tạp chí Euromonitor bình chọn và là top 100 nhãn hiệu nổi tiếng nhất thế giới. Đây là một sản phẩm nhận được sự yêu thích rất lớn từ người tiêu dùng. Không chỉ là phụ nữ mà nam giới cũng cực kỳ yêu thích sản phẩm này. Lý do thứ hai, máy rửa mặt Lumispa đang được đánh giá ưa chuộng trong giới làm đẹp ở Việt Nam. Điều thứ hai khi anh chị quyết định có nên mua máy rửa mặt Lumispa hay không chính là vì công dụng và những hiệu quả mà sản phẩm này mang lại. Máy rửa mặt Lumispa đang là sản phẩm đáng mua nhất của các chị em phụ nữ hiện nay. Việc máy rửa mặt Lumispa nhận được sự tin tưởng và ưa chuộng của chị em trong công cuộc làm đẹp nhờ có hai điều sau. Đầu tiên, công dụng tuyệt vời mà máy rửa mặt này mang đến cho anh chị. Không còn quá xa lạ thì Lumispa được nhắc tới như một loại máy rửa mặt thần kỳ. Ngay từ cái tên thôi là đã biết được tác dụng vô cùng tuyệt vời của loại máy này. Lumi có nghĩa là ánh sáng, chỉ cần sử dụng máy rửa mặt Lumispa thường xuyên thôi là anh chị sẽ có được một làn da trắng sáng như được chăm sóc da trong spa đều đặn vậy. Chỉ với một máy rửa mặt Lumispa, dùng trong 2 phút là đã cảm nhận được 7 tác dụng làm đẹp từ máy rửa mặt này. Những tác dụng có thể nói tới như trẻ hóa làn da, tái tạo collagen, làm sạch sâu những bụi bẩn từ sâu trong lỗ chân lông, tăng sự mịn màng cho làn da của anh chị, tăng cường cho làn da thêm đầy đặn và săn chắc hơn, thanh tẩy làn da và đem lại sự tươi mới cho làn da của anh chị. Và điểm thứ hai đó chính là cơ chế khác biệt của máy rửa mặt Lumispa. Anh chị thân mến, cơ chế khác biệt chính là điểm trọng yếu mà khách hàng của Lumispa quan tâm khi quyết định có nên mua máy rửa mặt Lumispa hay không. Vậy hãy cùng với em tìm hiểu đó là gì và đưa ra quyết định của anh chị nhé! Đầu tiên, anh chị nên sử dụng trọn bộ có sữa rửa mặt đi kèm với máy. Nếu anh chị để ý thấy rằng những dòng máy rửa mặt trên thị trường thường chỉ có riêng máy, không có kèm tinh chất rửa mặt giúp đạt được hiệu quả tốt nhất. Hiểu được điều đó, Nu Skin đã nghiên cứu và cho ra đời sữa rửa mặt Lumispa. Tùy theo làn da của anh chị mà anh chị có thể lựa chọn sữa rửa mặt phù hợp để phát huy hết hiệu quả của máy. Bên cạnh đó, sữa rửa mặt Lumispa cũng được áp dụng công nghệ AgeLock giúp giảm những vấn đề lão hóa và giúp cho làn da được trẻ hóa hơn. Tiếp nữa là thiết kế đầu rửa thông minh. Đầu rửa với cơ chế dao động vi phân ngược chiều, áp dụng công nghệ độc quyền Micro Pulse Oscillation tác động sâu vào trong các lớp tế bào, vừa giúp làm sạch, vừa kích thích các huyệt vị, tăng cường tuần hoàn máu, kích thích quá trình đào thải độc tố, tái tạo tế bào mới cho da, giúp cho làn da trở nên hồng hào, mịn màng và sáng mịn hơn. Đầu rửa làm bằng silicone cao cấp, được tráng một lớp bạc kháng khuẩn. Vậy có nên mua máy rửa mặt Lumispa hàng chính hãng hay là mua hàng xách tay? Câu trả lời là anh chị nên mua hàng chính hãng để nhận được bảo hành tốt nhất từ công ty, điều mà hàng xách tay không thể làm được. Bởi vì Nu Skin hiện đã có chi nhánh tại Việt Nam chính là Nu Skin 88 và tất cả mọi sản phẩm đều được phân phối chính hãng. Nên nếu như khách hàng gặp bất cứ vấn đề gì về máy rửa mặt Lumispa, nếu thuộc lỗi của nhà sản xuất thì đều được một đổi một. Điều này có thể nói là điểm khiến rất nhiều chị em lại yêu Lumispa đến thế. Bởi hầu hết những dòng máy rửa mặt hiện tại đều là hàng xách tay và đến khi chị em gặp vấn đề thì lại không biết liên hệ với ai. Lý do thứ ba khiến cho anh chị nên mua máy rửa mặt này đó chính là đánh giá về máy rửa mặt Lumispa của khách hàng đã được sử dụng là cực kỳ tốt. Cụ thể, khách hàng cô Liên 54 tuổi, kinh doanh giày dép ở Đà Lạt có nói: trước đây cô đã sử dụng nhiều loại mỹ phẩm dưỡng da, thương hiệu nào cũng có từ cao cấp đến bình dân nhưng đều không có hiệu quả. Rồi cô được giới thiệu về sản phẩm này, mới đầu cũng rất phân vân.
vì giá thành cao mà lỡ như không có hiệu quả như các sản phẩm trước thì sao? Nhưng sau khi tìm hiểu kỹ thì cô đã quyết định mua và thật may mắn cô đã tìm được sản phẩm tuyệt vời này. Mới xài máy có 1 tháng mà da đẹp hơn so với bao năm dưỡng da trước đó. Cảm ơn máy rửa mặt Lumi Spa, cảm ơn Nu Skin 88 rất nhiều. Chị Vân, 32 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội có chia sẻ. Da chị thuộc loại da khô nên mới 30 tuổi mà nếp nhăn li ti đã xuất hiện nhiều. Cộng thêm công việc văn phòng ngồi máy lạnh rất nhiều nên da hay bị bong chóc rất khó chịu dù đã dưỡng ẩm rất kỹ càng. Nhưng từ khi sử dụng Lumi Spa, các nếp nhăn li ti mờ dần, đặc biệt da không còn tình trạng khô sần bong chóc như trước kia nữa. Giờ buổi tối chỉ cần rửa mặt với Lumi Spa, sau đó thoa một lớp kem dưỡng ẩm làm mai dậy, làn da đã căng mịn, rất thích. Giờ cả ngày chị chỉ mong mỗi thời gian rửa mặt thôi. Với những ưu điểm tuyệt vời như trên thì chắc chắn là anh chị đã có câu trả lời cho câu hỏi có nên mua máy rửa mặt Lumi Spa của Nu Skin hay không phải không nào? Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không đặt mua ngay cho mình một chiếc máy rửa mặt Lumi Spa tuyệt vời như thế này? Anh chị có thể để lại số điện thoại để bên em có thể tư vấn hỗ trợ trực tiếp cho anh chị nhé! Ở phần tiếp theo của video, em sẽ hướng dẫn cho anh chị cách check hẳn chính hãng anh chị nhé! Nếu như anh chị chưa biết mua sản phẩm này chính hãng ở đâu, giá như thế nào, thì anh chị có thể nhờ Nu Skin 88 tư vấn giúp anh chị. Nu Skin 88 nhận hỗ trợ tư vấn hotline trong giờ hành chính và hỗ trợ 24/7 qua kênh tư vấn khác như fanpage, Zalo, Facebook. Bên em sẽ giúp anh chị hiểu được mình có thật sự cần sản phẩm này ngay bây giờ hay không. Hiện tại bên em đã áp dụng chương trình đồng giá khuyến mại cho 50 khách hàng mua hàng đầu tiên. Anh chị sẽ được mua với giá của nhà phân phối nếu anh chị mua hàng vào đợt này. Anh chị chỉ cần nhập mã Giang 207 khi mua hàng trên website nuskin88.com hoặc cung cấp mã này cho nhân viên khi gọi đến tổng đài 083-551-9999 anh chị nhé. Đến đây thì có lẽ có rất nhiều anh chị đều có chung một thắc mắc, tại sao cùng một dòng sản phẩm mà lại có quá nhiều mức giá khác nhau và sản phẩm của bên em lại có giá rẻ như vậy phải không nào? Em sẽ trả lời thắc mắc của anh chị theo 7 lý do như sau. Đầu tiên, hiện nay sản phẩm này chỉ có một dòng duy nhất đến từ tập đoàn Nu Skin và không có hàng giả. Tất cả những nhà phân phối hay còn gọi là người bán hàng đều nhập hàng từ một nguồn duy nhất là Nu Skin Việt Nam nhưng khác nhau về số lượng nhập hàng. Ví dụ như anh chị mua một sản phẩm về dùng sẽ được mua với giá công ty đang bán lẻ. Anh chị mua 10 sản phẩm về bán tất nhiên phải có mức chiết khấu từ 4-5% và nếu như anh chị mua 500 sản phẩm về bán thì sẽ có được mức chiết khấu lớn hơn là từ 15-20%. Đó là lý do các nhà phân phối hầu hết đều lấy hàng toàn bộ của bên em để được hưởng với mức giá mà bên em đã mua với số lượng nhiều và đã tích điểm trong 7 năm qua. Và anh chị đang rất may mắn khi được mua với giá của nhà phân phối. Thế nhưng nhà phân phối, họ đã nhập vào với mức giá mà em đang bán cho anh chị thì họ không thể nào bán ra với mức giá này được. Là anh chị, chắc chắn anh chị sẽ phải nâng mức giá này lên tùy vào mức lãi mà anh chị mong muốn. Đó là lý do vì sao thị trường xuất hiện rất nhiều loại giá. Và khi bán với giá cao thì người bán sẽ phải mất rất nhiều thời gian, công sức hơn để tư vấn, thuyết phục trong một ngày, một tuần hay thậm chí là một tháng. Nhưng thời gian em bán chỉ mất đúng một phút để các nhà phân phối đặt hàng của bên em. Thế nên, thời gian đó họ bỏ ra xứng đáng với tiền lãi mà họ nhận được phải không nào? Nếu em là người mua hàng, em cũng sẽ luôn mong mua được hàng chính hãng với mức giá tốt nhất. Thế nhưng nhà phân phối cũng phải bán được hàng thì bên em cũng mới bán được cho họ. Đó là lý do vì sao người bán hay nói hàng giá thấp là hàng giả, hàng nhái để anh chị còn mua hàng của họ, vì đó chính là mức giá mà họ nhập vào rồi. Và cuối cùng, mỗi người sẽ có một chiến lược kinh doanh khác nhau. Người bán lẻ cá nhân vốn ít thì sẽ càng muốn bán giá cao để có lợi nhuận, và người bán với quy mô lớn, có vốn để nhập hàng sẽ muốn đẩy số lượng nhiều hơn để có mức chiết khấu cao hơn. Để anh chị có thể yên tâm hơn nữa về sản phẩm Nu Skin 88 thì em sẽ chỉ cho anh chị một cách check mã mà anh chị có thể tự tay mình kiểm chứng. Đây là phần mềm check mã chuyên để check các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Cụ thể thì anh chị hãy truy cập vào đường link checkcosmetic.net. Mỗi lô hàng khi tập đoàn Nu Skin sản xuất được phân phối trên 54 quốc gia trên toàn thế giới đều được đăng ký mã số qua Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA Hoa Kỳ và có lưu trong phần mềm check hàng này. Nhiều anh chị có hỏi em là phần mềm iCheck Việt Nam có check được hay không thì câu trả lời là không anh chị nhé. Đây là sản phẩm thuộc công ty Nu Skin của Mỹ và phân phối trên 54 quốc gia, tiêu chuẩn kiểm định rất nghiêm ngặt. iCheck không đáp ứng đủ tiêu chuẩn của tập đoàn, bởi vì iCheck là phần mềm do người Việt sáng lập và phục vụ cho sản phẩm trong nước. Chính vì vậy, để phục vụ cho 54 quốc gia, công ty chỉ liên kết duy nhất với một phần mềm checkcosmetic.net và quản lý bằng số lô đăng ký. Số lô được cập nhật mỗi tháng nên khi check, kết quả nhận được chính xác tuyệt đối ngày tháng năm sản xuất có trùng khớp với nhau hay không. Điều này thì iCheck không thể nào đáp ứng được.
Anh chị có thể thấy trong phần mềm có hơn 1.000 thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, ví dụ như Adidas, Chanel, Clarins, Dove, Estée Lauder, Maybelline, Murad, Nivea, SK2, v.v. Vậy nên khi anh chị check thì có thể kiểm tra mã trên bao bì sản phẩm có trùng khớp với trên phần mềm hay không, đó chính là hàng chính hãng anh chị nhé. Tiếp theo thì em sẽ cung cấp cho anh chị những hình ảnh của kho buôn tổng tại Nu Skin 88 để anh chị có thể yên tâm hơn khi lựa chọn mua hàng tại Nu Skin 88 anh chị nhé. Bên em chính là đại lý cấp 1 của tổng công ty Nu Skin Hoa Kỳ, số lượng đơn hàng mỗi ngày về liên tục và rất lớn như anh chị có thể thấy. Nu Skin 88 cung cấp tất cả mọi sản phẩm của hãng Nu Skin, đảm bảo chính hãng và đến tay khách hàng với date mới nhất. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, anh chị hãy liên hệ với bên em qua hotline 083 551 9999 để được giải đáp nhanh nhất anh chị nhé. Vậy để sở hữu những sản phẩm đến từ thương hiệu Nu Skin vừa chất lượng chính hãng với mức giá rẻ bậc nhất trên thị trường, anh chị còn chần chờ gì nữa mà không đến ngay với Nu Skin 88 để được hưởng những ưu đãi lớn nhất phải không nào? Hãy gọi ngay đến hotline 083 551 9999 hoặc truy cập vào website nuskin88.com và nhập mã Giang207 để được hưởng những ưu đãi cực lớn này anh chị nhé. Lưu ý là mã khuyến mại này chỉ có hạn, thế nên anh chị hãy nhanh tay dinh về cho mình những sản phẩm chất lượng mà giá cả phải chăng anh chị nhé. Đặc biệt, Nu Skin 88 xin đưa ra các cam kết để bảo đảm niềm tin của khách hàng luôn được đặt đúng chỗ. Đó là cam kết hàng chính hãng 100%, nếu phát hiện hàng giả, hàng nhái, anh chị sẽ được hoàn lại 300% số tiền trên tổng giá trị hóa đơn. Nu Skin 88 nhận giao hàng nhanh toàn quốc, khách hàng được quyền kiểm tra hàng trước khi nhận, nếu không đúng thì sẽ được hoàn trả lại. Cam kết các sản phẩm đều có hạn sử dụng dài nhất từ công ty Nu Skin. Anh chị nếu cần hỗ trợ, tư vấn thêm về sản phẩm, xin vui lòng liên hệ qua hotline 083 551 9999 để được giải đáp nhanh nhất anh chị nhé. Em cũng xin mách cho anh chị một tip rất hay để mua các sản phẩm từ Nu Skin chính hãng hoặc tìm kiếm tất cả mọi thông tin về bất kỳ một loại sản phẩm nào của hãng Nu Skin. Đó chính là anh chị hãy sử dụng ngay công cụ tìm kiếm Google, gõ với cú pháp tên sản phẩm cộng Nu Skin 88, chẳng hạn máy rửa mặt Nu Skin 88, dầu gội Nu Skin 88, v.v. Kết quả tìm kiếm sẽ giúp anh chị tìm được sản phẩm mà mình đang mong muốn với mức giá ưu đãi nhất. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video ngày hôm nay. Hy vọng rằng những thông tin này sẽ giúp ích cho các anh chị trong việc tìm kiếm một sản phẩm phù hợp, chính hãng và chất lượng cho mình cùng những người thân yêu. Em sẽ thường xuyên cập nhật rất nhiều video chia sẻ về thông tin các sản phẩm của Nu Skin. Anh chị hãy nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông tin cực bổ ích và thú vị nhé. Nu Skin 88 chúc anh chị có một ngày tốt lành và hẹn gặp lại ở những video sau.